Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Copy của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái kinh nghiệm để mà chúng ta phòng và chữa bệnh nấm cho con cá bảy màu. Mình đang đi tách trống mái cho cái đàn cá bảy màu rồng đỏ bên đến Hóc Môn đây anh em. Mà mình sẽ chia sẻ cho anh em cái kinh nghiệm trước rồi sau đó mình đi làm việc tiếp nha. Anh em nhìn nè, rất là đẹp luôn. Cá này nó còn to nha anh em. Đó, vây đuôi nè, rất là đã luôn á. Mình vớt xuống dưới này một ít cá trống rồi đây. Vớt cá trống, tách cá trống cho nó dễ nha. Rồi tí nữa mình sẽ làm việc tiếp. Giờ mình sẽ đi chia sẻ cho anh em. Trước khi mà đi vào cái cách mà chúng ta chữa bệnh cho con cá bảy màu bị nấm á, thì mình sẽ nói sơ về cái nấm là gì nha. Trong những cái hồ cá bảy màu đang khỏe mạnh như thế này thì trong này nó sẽ có sẵn những cái tế bào nấm ở trong này đó nè, có thể gọi là cái mầm nấm á. Và khi nó gặp cái môi trường thuận lợi để cho nó phát triển á, thì những cái tế bào đó nó sẽ phát triển lên và nó sẽ thành những cái ký sinh và nó bám lên người con cá. Và chúng ta gọi là nấm đó, thì cái đó là nấm trắng, nấm li ti, nấm sợi, nấm bông. Nó sẽ ký sinh lên mình con cá để mà nó hút cái chất dinh dưỡng. Giai đoạn đầu á, mới phát triển nấm đó, thì nó sẽ bám ở ngoài da và nó hút những cái chất nhờn ở ngoài da để của con cá để nó sống. Rồi sau đó nó sẽ cắm sâu hơn, nó cắm vô tới trong thịt của con cá. Lúc đó nó sẽ lấy nhiều chất dinh dưỡng hơn và sẽ làm cho con cá bảy màu của chúng ta càng ngày càng bị yếu đi. Còn nếu mà chúng ta không phát hiện kịp á, nấm tấn công nhiều và nó sẽ bị chết nha anh em. Đó, về cái nấm là nó như vậy đó. Nếu mà anh em cho cá nó ăn nhiều mà anh em không thay nước hút cạn á, thì đó là cái môi trường thuận lợi để cho cái con nấm nó phát triển lên và nó tấn công vô con cá bảy màu của chúng ta. Mấy cái hồ nó lên tảo anh em à, nên là quay giờ này nhìn nó không có được rõ lắm, anh em thông cảm nha. Nhưng mà nuôi trong cái môi trường nước tảo này thì sẽ rất là tốt cho con cá bảy màu. Và cái nếu mà anh em cho nhiều nè, không có thường xuyên thay nước hút cạn thì cá sẽ rất là dễ bị nấm. Cái thứ hai mà bị nấm đa số ai cũng có thể bị hết á, là khi chúng ta mua cá mới về, con cá nó bị thay đổi cái môi trường sống anh em. Khi mà nó thay đổi môi trường sống thì cái sức đề kháng của con cá bảy màu nó sẽ bị giảm đi. Nó rất là dễ bị stress. Khi đó thì con vi khuẩn nấm anh em nó sẽ rất là dễ dàng tấn công vô cái cơ thể con cá bảy màu của chúng ta. Và nó sẽ làm cho con cá bảy màu của chúng ta yếu đi nha. Rồi, cái dấu hiệu mà để chúng ta nhận biết được là con cá bảy màu của chúng ta nó sắp bị nấm á, là anh em thấy con cá nó hay cạ mình, nó thường xuyên cạ mình, là kiểu như là nấm, lúc đó là nấm nó bắt đầu tấn công vô con cá bảy màu của chúng ta rồi. Và nó cảm thấy khó chịu, nó cảm thấy ngứa người thì nó cạ. Hay là chúng ta cho nó ăn no nhiều quá, cái nước nó độc, thay đổi môi trường sống của nó, nước nó độc hơn bình thường á, thì con cá nó cũng sẽ cạ mình. Và lúc đó chúng ta phải đi thay nước nha. Thay nước, chúng ta sẽ cho thêm một xíu muối để mà cái muối hột đó nó sát trùng cái hồ cá và nó kìm hãm cái sự phát triển của những cái tế bào nấm. Rồi, về cái phần nấm thì chúng ta nói sơ như vậy thôi. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà chữa cái bệnh nấm trên con cá bảy màu. Mình sẽ hướng dẫn rõ để cho anh em có thể là anh em áp dụng theo nha. Rồi, ở đây mình đã có chuẩn bị một cặp coi sọt mít đầu. Cá này cá thủy sinh. Mình vớt vô mình làm video cho anh em xem luôn cho nó dễ nha. Rồi, ví dụ trong một bầy cá mà nó chỉ bị nấm một vài con thì chúng ta sẽ tách nó ra riêng và chúng ta lấy cỡ khoảng 1 lít cái nước cũ mà nó đang sống á, mình bỏ qua thùng kem và mình lấy thêm 2 lít nước mới mình bỏ vào đây. Nếu mà chúng ta lấy 100% nước cũ chúng ta đưa qua thì những cái tế bào nấm ở trong nước đó nó có rất là nhiều và nó sẽ lâu hết bệnh hơn, nó sẽ sinh sôi ra, nó bám lên người con cá chúng ta tiếp á, thì cái bệnh nấm nó sẽ kéo dài hơn. Nên là chúng ta lấy khoảng cỡ 1 lít nước cũ trong cái hồ mà nó đang sống và chúng ta lấy thêm 2 lít nước mới bỏ vô. Để chữa bệnh nấm cho con cá bảy màu á, thì chúng ta cần chuẩn bị những cái này nha anh em. Ở đây mình sử dụng muối hột. Và đây là cái bình thuốc
Biocanop số 2 nha anh em, số 2 chuyên trị nấm. Mình thấy thuốc này rất là hiệu quả. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ cần một cái vợt lưới như thế này. Vợt lưới này để chúng ta trụng con cá trong cái muối với lại nước đặc nha anh em, muối đậm ấy. Ở đây chúng ta mình sẽ chuẩn bị một cái ly. Ly này ly nước không. Đây, một cái ly này. Anh em sử dụng 250g muối hột pha với lại 1 lít nước. Để mà chúng ta tắm cá anh em, chúng ta trụng nó trong vòng 5 giây thôi, đừng có trụng lâu quá. Đây là một cái ly nước muối đậm đặc nha anh em. Ly nước muối đậm đặc. Rồi, sau khi mà chúng ta lấy nước của con cá bể màu đang sống nè, rồi lấy thêm nước mới bỏ vào đây. Giờ mình sẽ hướng dẫn anh em pha cái thuốc một giọt Biocanop số 2 này cho 20 đến 25 lít nước. Còn đối với những con cá bể màu á mà nó bị nấm nặng, nó yếu, nó chuyển qua lắc rồi anh em, thì mình phải dùng loãng thuốc lại là cho cỡ tầm nửa giọt, dùng cho 20 đến 25 lít nước nha. Ở đây thì mình không có canh theo nhà sản xuất, tại vì mình pha mình ước tính vậy anh em. Ở đây là khoảng 3 lít nước nè, thì mình nhỏ vô một xíu xíu thôi, nó còn chưa được nửa giọt nữa đó, nó chưa được nửa giọt nữa. Tại sao mà mình phải pha riêng như thế này? Nếu mà lúc mà chúng ta bỏ cá vào trong đây rồi mà nhỏ một giọt, lỡ mà nhỏ tay nhỏ quá một giọt vô anh em, thì con cá bể màu nó sẽ rất là dễ bị sốc thuốc và nó chết nhanh hơn, nó chết hơn nhanh hơn và cái nấm giết nó nữa. Nên là mình phải cẩn thận nha, mình bỏ ra đây rồi mình quậy nè. Này là mình nhỏ cỡ nửa giọt nha anh em. Nửa giọt thì dùng cho khoảng là 10 đến 12 lít nước. Ở đây là có 3 lít nước thì mình đổ vô một xíu thôi. Nay mình dùng mình ước chừng vậy anh em. Nước ở dưới này nó hơi lơ là được nè. Đừng có để nước thuốc đậm quá nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái muối hột này bỏ vào đây để nó kìm hãm cái sự phát triển của những cái tế bào nấm lại. Rồi cái giai đoạn tiếp theo á, trước khi mà mình thải cá vào trong cái này thì mình sẽ trụng nó qua cái nước muối đậm đặc này nha. Sẽ ngâm nè. 5 giây nha. 1 2 3 4 5. Rồi lấy lên liền. Thả nó qua. Sau khi mà ngâm cái nước muối đậm đặc á thì cá nó hơi bị đừ một chút nha anh em. Nhưng mà khoảng là cỡ 30 giây sau là nó tỉnh lại như bình thường rồi, nó không sao hết. Cái nước muối đậm đặc này á thì anh em ngâm trong 5 giây thôi nha. Anh em mà ngâm lâu hơn á là cá nó cũng bị tụt nhớt và nó chết nhanh lắm. Nên là ngâm 5 giây thôi, đếm 1 2 3 4 5 là lấy lên liền. Sau khi mình ngâm, mình trụng cái muối này xong mình bỏ qua đây á, mình dưỡng ở bên này là vừa có thuốc vừa có muối nữa. Thì những cái tế bào nấm khi mà chúng ta trụng bên này anh em, nó sẽ bị rớt dần ra. Nên là chúng ta mỗi ngày chúng ta phải hút cặn mỗi ngày luôn nha. Và mỗi lần hút cặn xong á thì mình sẽ cho vô lại một xíu nước mới. Ở đây mình hút mình cứ 3 lít thì mỗi ngày mình sẽ hút ra khoảng là nửa lít nha anh em. Mình hút nửa lít thôi. Mình hút ra nửa lít nước rồi mình sẽ châm vô lại nửa lít tiếp. Và mình lại tiếp tục mình lấy thêm một xíu muối hột như thế này, mình bỏ vô. Cứ mỗi lần lấy nước ra châm nước mới vô thì mình sẽ cho thêm cái muối hột này vô. Và cái thuốc này định kỳ là khoảng cỡ 3 đến 4 ngày mình mới làm lại cái thuốc mới mình bỏ vô nha. Chứ còn anh em đừng có dồn cái thuốc vô nhiều quá thì con cá bể màu nó sẽ bị sốc thuốc và nó chết. Rồi trong cái khoảng thời gian mà cá nó bị bệnh á thì anh em hạn chế cho cá ăn, cho nó ăn cầm chừng để mà nó cầm cự cái sức sống để mà nó sống thôi. Tại vì khi á mà cá bể màu nó bị bệnh thì nó ăn sẽ rất là ít. Với cái thứ hai á là chúng ta phải giảm được cái độ dinh dưỡng ở trong nước. Khi mà con cá nó ăn xong nó ì ra thì trong phân cá nó sẽ còn chất dinh dưỡng và nó còn những cái chất độc hại. Thì đó là cái môi trường để mà tạo môi trường thuận lợi để mà cho những cái con nấm nó phát triển. Nên là mình phải cắt cho cá bể màu nó ăn ít lại để mà nó không có cái gì ăn hết, nó đớt xuống dưới cái đáy hồ nó không có gì ăn hết thì nó sẽ bị chết nha anh em. Nó không có sinh sôi, nó không có cái điều kiện để mà nó sinh sôi, nó phát triển lên, nó tấn công ngược lại vô cá bể màu của chúng ta. Rồi mỗi ngày chúng ta chỉ cho cá nó ăn một bữa, và mà ở đây mình cho nó ăn
Artemia nha anh em, chứ mình không có cho ăn cám cũng như là không cho ăn trùng chỉ. Artemia này thì nó dễ tiêu hóa, con cá bể màu nó ăn vô nó tiêu hóa rất là dễ, thì nó sẽ không có bị thêm những cái bệnh ở đường ruột. Tại vì khi một con cá bể màu bị yếu rồi á, thì những cái thức ăn mà như trùng chỉ với cám á, nó sẽ là khó tiêu nha. Đó, mình cho nó ăn chút xíu vậy thôi, mà cái này mới vớt nó vô thí nghiệm nên là nó lạ, nó không chịu ăn. Đó, ăn rồi nè. Đó, chúng ta cho ăn vào buổi sáng hoặc là buổi trưa thôi, cứ đến buổi chiều á, cứ đến buổi chiều là chúng ta phải đi hút cặn nha. Tại vì sao? Khi mà con cá nó bị trụng rớt những cái tế bào nấm ra rồi, tối nó ngủ nó sẽ nằm đè lên những cái tế bào nấm đó. Và nếu mà anh em không hút cặn ra thì những cái tế bào nấm nó sẽ bám ngược lên lại trên cá và sẽ làm cho con cá của chúng ta nó bị nấm trở lại, và nó có khả năng là sẽ bị nhiều hơn nha. Rồi, mình cứ làm như thế này thôi, cỡ khoảng một tuần thì con cá bể màu của chúng ta nó sẽ đỡ bị nấm. Đối với những con cá nó chớm bệnh thì nó sẽ hết bệnh nấm này trong khoảng một tuần. Còn những con cá nào mà nó nặng hơn thì có thể là thời gian chữa trị nó sẽ lâu hơn nha anh em. Và những con cá mà anh em để nó bị nấm lâu, nấm nhiều quá rồi thì cái tỷ lệ chữa nó sẽ rất là thấp. Chia sẻ cho anh em cái kinh nghiệm để mà chữa trị cái bệnh nấm này á, mình cũng đã chia sẻ xong rồi. Giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Anh em nhớ đăng ký kênh để mà theo dõi những video sau. Hôm nay thì mình đã đem cái con HP Retro lên trên hộp kính rồi anh em, để nuôi ngắm luôn cho nó đã. Bỏ dưới thùng xốp ngắm không đã lắm ha. Năng nè. Đó, anh em thấy đã không? Này HP Retro giống của mình đó. Mình mới đưa lên mà đang thùng nước nè. Mình cứ nâng nước lên từ từ cho nó quen. Thì con này nó bữa thấy nó có bầu rồi đó, đang chờ nó đẻ nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm việc tiếp cái đã, rồi hẹn gặp anh em ở những video sau nha. Bye bye anh em.